lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương độ xuống trên con, tháng năm hoài vẫn miên man. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Thank you.
hai chào đón những trẻ của chúng ta và quý tân linh mục đã về đây dân thánh lễ tế tại thương và cầu nguyện cho sứ đạo chúng con. Trong thánh lễ tế hôm nay, chúng con cùng cảm ơn đức cha giám đốc đã gửi thầy giúp sứ một năm cho giáo sứ chúng con là thầy Phêrô Nguyễn Thánh Tuấn cùng có chúc lễ hôm nay. Và nếu chúng tôi thì sang năm giáo sứ chúng con sẽ có thầy bài như thầy là một ngày Tuấn Tài sẽ được giải chuyển trước linh mục đến chúng tôi trong năm tới đây. Và chúng tôi xin là thưa Chúa thì chúng ta nhìn để các em tiếp nhiên trong ba dịp lễ với sự hiện diện của các cha đã động lực để giúp cho các em hướng tới lớn rồi. Và hôm nay chúng tôi xin kính chào quý cha, kính chào chúng ta cho một chào ba tay. Nhân dân cha và con và thân thần Amen. Hình ảnh của Chúa ở cùng thánh chị em. Xin thưa anh chị em, tuyên truyền trước mặt anh chị em là người chiến cha mới vừa được linh tổng tức một công chức vào ngày lễ tiến thánh tâm Chúa Giêsu và đã tạo hoa cái của sự công tác của anh chị em. Cũng biết bao nhiêu người đã công tác vào trong chương trình đào tạo các tín đồ cho giáo hội. Xin thay lời cho giáo hội, thay lời cho đức tổng du sang, cảm ơn anh chị em. Đặc biệt cảm ơn cha xứ quý chăm phó, quý tu sĩ năng lực, quý chức và quý ân nhân của anh chị em trong hoạt động. Tinh linh đã góp phần vào việc đào tạo các tu sĩ linh mục. Xin Chúa trả công bổ phẩm cho quý cha, quý tu sĩ năng lực và trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cùng với các tín hữu linh mục trên thánh lễ thành lời Chúa cùng đồng nguyện theo ý nghĩa của những sự lễ hôm nay. Đã ơn Chúa được hạ thân cả những xe xin ơn bình an, xin ơn thánh pháp công năng hiện tại. Cầu cho các tín đồ nhận lời dỗ của Chúa cha Teresa, Jacobe Magdalena, Maria Philippe, cầu cho các tín đồ Chúa cha Rafael Maria, tín đồ Maria mới qua đời cùng các tín đồ đang đăng ký nơi nhà chờ phục sinh, các tín đồ theo ý nguyện xin và các linh mục mỗi người trong chúng ta có ý cầu nguyện cho. Trong tâm tình này, giờ đây chúng ta xin Chúa chúng ta có những lỗi lầm thiếu sót để sửa đáng từ thành phố. Này Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa hoàn nặng thương xót tha tội và nhân từ chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa đi vào lòng chúng con.
và những lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã muốn cho toàn thể dân Chúa tham dự vào những vinh đề của Đức Kitô. Chúa cũng đã giao cho một số người nhận danh Đức Kitô mà giảng dạy, hướng dẫn và thăm hoa công đoàn. Xin ban cho những người Chúa đã chọn làm linh mục đây được luôn trung thành với sứ mạng của mình, ước gì việc phục vụ anh em cũng như chính cuộc đời linh mục vừa đến được việc cho cá nhân vừa có phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, nguyện sống và hiển trị cùng Chúa trong sự nghiệp nhất của Chúa tâm thần đến muôn vời muôn đời. Bài chính thư thứ hai của Thánh Phaolô câu đầu gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, nhờ Đức Kitô chúng tôi đã tin tưởng vào Thiên Chúa, không phải vì tự chúng tôi. Chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ theo ước mới, không phải theo ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì chỉ chết, còn thần khí mới ban sự sống. Nếu việc phục vụ lệ luật, thứ lệ luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được liên quan đến nội dung Israel có thể nhìn mặt ông Mô-xê được, vì mặt ông chối lộn liên quan, dù đó chỉ là liên quan chống quan, thì việc phục vụ thần khí lại có được liên quan hơn sao? Vì việc phục vụ án chết mà được liên quan như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng liên quan hơn làm sao? So với liên quan tuyệt vời này, thì liên quan xưa kia chẳng liên quan gì. Thật vậy nếu cái chóng qua mà còn được liên quan, thì cái còn mãi lại chẳng liên quan hơn sao? Đó là lời Chúa. Thank you.
Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng Thầy đến để bày tỏ luật Mô-xê hoặc lời các môn sư. Thầy đến không phải là để bày tỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phép trong lời luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bày tỏ dù chỉ một trong những điều răn dặn nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa. Ai tuân hành và dạy người ta làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta chỉ dừng lại câu nói ấy của Chúa Giêsu để suy niệm đôi chút trong ít phút thánh lễ sự nghe thưởng. Hồi nãy trước lại con có hỏi các cha mới có cha nào muốn chia sẻ lời Chúa, ai cũng quanh quẩn chối hết. Vào nãy trước lại thì con cũng có nói thôi, hôm nay thì có lẽ là để cho các cha mới chủ lễ, con sẽ ngồi dựng lễ, nhưng mà các cha mới cũng chối để ra đi. Rồi cuối cùng cha trưởng lễ này, cha sợ chị em nói thôi, đứng cha chủ lễ đi. Rồi xin đức cha chia sẻ đôi điều mà cũng may mà có chuẩn bị đi. Chuẩn bị chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với anh chị em đôi chút về lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta: ai tuân hành và dạy người ta làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Thưa anh chị em, câu nói ấy chẳng những cho thấy chủ đề chính yếu của lời của Chúa này, mà còn cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc đời. Dù cho nó là giáo dân hay là linh mục tu sĩ năng lực thì đó là một phần quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Đó là điều quan trọng mà không dễ thực hiện. Quan trọng vì Chúa sẽ xét xử mỗi người trong chúng ta không phải những gì chúng ta có, mà là những gì chúng ta làm của mình. Sống tốt hay gặp lừa, chân thật hay giả dối, yêu thương hay thù ghét, khó thực hiện bởi cái sống lời Chúa phải chấp nhận hy sinh bỏ mình, phải khiêm tốn và cố gắng từng ngày từng giây. Sống theo lời Chúa không dễ như thế nào. Tu thần ai trong chúng ta cũng thấy có khi ngay cả linh mục, cha xứ và cha phó ở với nhau có khi như cho tiểu mèo. Không biết trong dòng tôi có như vậy không, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có những trường hợp dường như không hợp nhau. Ra cùng ở trong cộng đoàn, nhưng mà ra vào dường như không có thích nhau. Muốn gì là trong gia đình. Sống lời Chúa theo lời Chúa dạy thật không phải dễ, khó lắm. Và quả thật, thưa anh chị em, câu nói ấy của Chúa Giêsu nhắc được trong chức vụ linh mục. Ngày nhiều chức phó tế, đức danh mục nhận nhiệm vụ: con hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Linh mục phải là người có niềm tin trong giảng dạy và trong đời sống.
chứ không phải nói một đằng làm một đằng. Có khi một linh mục giảng không hay, nói không khéo, làm cái gì cũng không có được hay như người khác, nhưng lại sống tốt lòng. Có khi giáo dân lại cần một linh mục này, chứ không phải là một linh mục có vẻ sống theo ngoài đời quá sức, rồi nói cái gì cũng hay nhưng mà chưa chắc là tốt. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, điều quan trọng là phải sống, chứ không phải là nói. Nếu tôi nói hay cho anh chị em mà trong cuộc đời tôi không sống tốt, xin anh chị em đừng nghe những gì tôi nói. Bởi vì nói một lần là một lần, nói như thế mà sống không như thế, không phải là điều tốt. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi là các giám mục, linh mục, nhất là các linh mục mới được chuyển trước. Xin cho chúng tôi ý thức bổn phận của chúng tôi là nói những điều làm cho người khác được vững tin, chứ không phải là nói những lời này. Thật là buồn khi cũng có những linh mục mượn tài đảng để nói xuyên, nói xéo người khác. Nên chị em không được phép như thế. Ở tòa giảng, linh mục phải ý thức mình nói lời của Chúa và chỉ những lời đem lại yêu thương hiện nhất, những lời đem lại sức sống và củng cố đức tin cho chị em. Linh mục không được quyền mượn tòa giảng để nói những gì mình muốn, cũng không được quyền mượn tòa giảng để chỉ trích mình. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi biết những điều này. Thưa anh chị em, xác tín điều mình biết, chia sẻ niềm tin và sống niềm tin trong cuộc đời phải là tâm nguyện mỗi ngày. Chia sẻ với người khác không phải về kiến thức, bởi vì hiện nay trong cuộc sống hiện tại, anh chị em có thể dễ dàng hiểu và học kinh thánh hoặc là những gì mà anh chị em muốn. Nhưng điều mà người ta sẽ không có và người ta cần đó là cảm nghiệm tự tin của chính người giáo dạy, cảm nghiệm về tự tin và giúp cho người khác xác tín rằng có Chúa trong cuộc đời mình. Đó là điều mà giáo dân cần, không phải là những lời hay mà những lời đánh động người khác tự trải nghiệm. Nếu không như thế thì đời linh mục sẽ mất đi ý nghĩa và không đem lại ơn danh tiêu biểu cho cộng đoàn. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi ý thức như lời nguyện nhập lễ, tất cả cuộc đời của linh mục chỉ vì vinh danh Chúa và vì lợi ích cho linh mục, không vì mục đích nào khác. Xin kể cho anh chị em thêm một câu chuyện. Vào năm 1864, vào tuần thánh lễ lễ, thì có một linh mục tên là Daniel được sai đến ở một vùng đảo gọi là Molokai ở Thái Bình Dương. Trên đảo ấy là những người mù, và cha Daniel được sai đến với những người mù, và ngài không ngờ rằng ngài sẽ ở với những người mù gắn bó với họ trong suốt 25 năm. Và khi gặp những người mù như thế, bắt đầu dần dần sống và ngài tâm niệm một điều là những người này là những người được Chúa sai đến và tôi có bổn phận phải sống vì họ. Và ngày mỗi ngày ngài đều thầm nghĩ kêu xin lạy Chúa, xin cho con sống chiếc linh mục của con để trở nên thiên lễ phục vụ một cách cụ thể là những người anh chị em của mình. Và ngài đã sống thiên lễ, ngài không nói hay với anh chị em, nhưng mà ngài sống trong cuộc đời linh mục của ngài kéo dài mỗi ngày là một nghi lễ. Và ngài không nói gì, ngài cứ làm được gì thì làm. Và chính là ngài có khi tự tay ngài tặng đến cho người phục, bởi vì những người vô cùng qua đời còn sống thì người ta đã ghê tởm rồi, bây giờ chết người ta còn ghê tởm hơn nữa. Và chính ngài là người lao liệu mọi sự, tẩm liệt làm việc sáng, rồi sau đó trước đó lại còn phải đắp quan tài, lo liệu mọi sự, được đưa họ vào cái quan tài.
rồi tự tin mình lên, rồi sau đó mình đưa ra những dùng. Cuộc đời của Ngài hoàn toàn trở nên hiếm lạnh. Ngài không nói gì, nhưng mà cuộc đời của Ngài đã trở nên lời, và đồng thời người ta nhận thấy được hình ảnh của Chúa qua từng hành động của Ngài trong cuộc đời. Và dần dần sau này Ngài bị nhiễm bệnh phong, bị nhiễm bệnh phong, và Ngài tạ ơn Chúa tự ý biết mình nhiễm bệnh phong rồi. Ngài tạ ơn Chúa, Ngài nói bây giờ con thực sự trở nên hiến lễ cho mẹ, bởi vì con đã trở nên một người như những người anh chị em cùng của con. Và mỗi ngày khi dâng lễ, mỗi ngày dâng lễ với những người phong phú, Ngài quả thật Ngài cảm nhận sự đau đớn trong tâm sức như những người bệnh, và Ngài dâng lễ cầu nguyện một tha thứ cho những người con gái của Ngài. Vào lễ lễ sau đó 25 năm, vào lễ lễ năm 1889, Ngài trở thành tự nhiên. Và Ngài không ngờ rằng lúc trước 25 năm trước, đúng vào lễ lễ Ngài đón nhận sứ vụ, bây giờ bắt đầu lễ lễ vào tuần thánh, Ngài bắt đầu tuyên vào tự thánh nhà. Và Ngài đón nhận với tất cả niềm tin, niềm vui và sự tự nhiên. Khi bình trở nặng, Ngài xin mọi người, Ngài nói, xin cho tôi nằm đi đất, xin cho tôi nằm đi đất, giống như người bệnh không. Và người ta khuyên Ngài nằm ở đi đất. Thú thật khi Ngài trên giường Ngài còn không có tấm trải giường, ai đến xin người không rồi mà đến, tôi nghe, Ngài thấy cho luôn áo Ngài chỉ còn có một bộ quần áo trên người. Và Ngài sống những ngày cuối đầu như thế, có một linh mục đến để giải tội cho Ngài. Và sau khi đã xuống tội xong một cách tiếp tục, thì Ngài nói với vị linh mục ấy, thật là lúc này cảm ơn cha đã giải tội cho con. Còn vị linh mục ấy nói với cha, sau này khi cha về trời thì cha nhớ đến chúng con. Lúc đó Ngài nói, nếu con có con phục chuyện ở bên Chúa thì con sẽ dừng lại hết cho những người con gái của con bình thường. Rồi Ngài qua đời một cách êm ái như thế vào ngày thứ hai tuần thánh. Vào tuần lễ đến Chúa Giêsu những ngày cuối cùng tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Thưa anh chị em, câu chuyện này của cha đang gian việc tốc độ của người hùng. Ngài là người Mỹ, và Ngài đã được Đức Thánh Giám Mạng cho các đô đề nghị phong chân phước, và được Đức Giám Mạng biệt đức tương bộ mới sống phong thánh. Cho anh chị em, kể cho anh chị em nghe câu chuyện ấy, và đồng thời cũng kể cho các thầy nghe, chúng ta chỉ có thể nên là hoa trái và ước tích cho giáo hội khi chúng ta thực sự trở nên hiếm lạnh, và chúng ta sống niềm tin và cố gắng thực thi lời Chúa trong cuộc đời mình một cách trung tín, can đảm và bền bỉ. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuấn nói: chấm này nổi tiếng chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài, phút này nổi tiếng phút kia, muôn chữ phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt, linh hồn của con. Nếu một ngày ý thức ngày sống hôm nay của con là cố gắng sống chung bằng bộ phận và làm những điều tốt lành trong ngày hôm nay, thì mỗi ngày như thế sẽ tốt lành và để lại biết bao nhiêu ơn tích cho người khác và giáo hội. Xin chào chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Hôm nay con sống tốt lành như lời Chúa dạy, nẻo đường đến thắng nở hoa, Chúa ban tôn phúc cha con thắng thắng. Xin Chúa chúc lành và ban nguồn tôn phúc cho chị em. Kính mời quý anh chị em quý chúng ta hãy dâng lời với chúng tôi. Anh chị em thân mến,
vì yêu thương các môn đệ còn ở trần gian. Chúa Kitô đã thiết lập chức tư thánh và tự thánh phụ linh mục để phục vụ nhân thánh. Trong tâm tình tưởng hoan và tạ ơn hôm nay, chúng ta hãy xuất sắc từ linh danh trên trời lời cầu nguyện của Chúa. Ta đối xử với chúng như người vẫn nuôi trẻ thơ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ trang trong giáo hội biết tìm sự nghỉ ngơi trong kinh nghiệm và nơi thánh trong Chúa, để các ngài luôn là những vị phụ tử đầy lòng nhân ái, quảng đại và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ngày càng thấm nhận tinh thần cứu thế của Đức Kitô và nên giống người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa Oh,
chị em hãy cầu nguyện để hy lời của tôi cũng là quan chị em như Thiên Chúa là Cha và nắng chấp nhận. Thank you.
ấy chịu khổ hình người cầm bánh trong tay thông thiên khả kinh ngược mặt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng của người tạ ơn Chúa dân lời chúc tụng mẹ ta và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế tay sau bữa ăn tôi người cầm chén quy trọng này trong tay thánh tiền khả kinh cũng tạ ơn Chúa những lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy dừng lấy mà uống vì này là chén máu thầy bảo giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin. Thánh dự và vinh quang đều quy về Chúa là
cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa tâm thần đến muôn đời.
và là nơi quy tụ mọi người trong niềm tin vào Thiên Chúa, như lời Đức Thánh Gian Francisco đã nhắn nhủ khi Ngài tiếp kiến đến một đoàn là một vụ xây cầu thì tốt hơn là một vụ xây tường. Xin kính chúc quý ông bà cố cộng đoàn chúc khỏe mạnh bình an để tiếp tục cầu nguyện cho quý gia. Cuối cùng, trong niềm vui chung của toàn giáo phận nói chung và giáo sứ Tân Định nói riêng, chúng con sẽ được hợp tiến với các đoàn và cộng đoàn hân hoan chúc mừng quý gia. Chúc mừng xin giới thiệu đôi lời kính chúc tràn pháo tay và khúc nhạc mừng.
đời con Chúa độ hồng ân, đời con có Chúa sẽ thành hòa bình. Chúa con Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha, nhưng tôi còn thân là cha và con và thân thần, con cũng là cha cả.